miền đất ấy cho tôi lớn lên với bao buồn vui. Miền đất ấy nghe tuổi thơ qua như cơn gió buồn, nhưng đùa chơi rất thơ ngây như còn đây, còn mãi trong trái tim này. Miền đất ấy nước mắt đã rơi bao nhiêu ngày đêm, miền đất ấy bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu tấm lòng. Ôi từng năm đất quê hương sao mà thương, tình đất thấm đôi tay đi qua thăm chị Diệp hả? Ừ, tôi mới qua chơi. Có nói với bà không? Đâu có, khùng sao nói ra chuyện riêng của chị. Tôi chỉ qua phụ bà Diệp xắt thịt thôi. Đây, có quà cho chị đây. Chưa có làm ra tiền mà thím mua làm chi cho tốn kém. Đi qua hàng bánh của cô, chợt nhớ là mình phải mua bánh về cho cả nhà cùng ăn, với lại mấy nhà lân cận ăn lấy thảo. À, đây là xoài dĩ lá cẩm, còn đây là bánh quy. Thím xin được việc làm chưa? Chỗ làm nào? Bà Lâm nói gì chị vậy? Chẳng gì thím Lâm nghe, thím không thể nói với tôi được hay sao? Đâu có, tôi đâu có giấu gì chị đâu. Chẳng qua là chuyện xin việc làm chưa xong nên tôi chưa nói với chị đó. Thím xin vô hãng nào làm? Tôi định vô hãng Mai, nhưng chỗ làm xa quá, tiền xe nuốt hết tiền lương. Để tôi tính lại coi làm sao. Dĩa này á, để cả nhà mình ăn, còn cái dĩa này tôi biếu hàng xóm cho nó vui. Thím Thảo ăn vậy á, là hợp tính với hàng xóm này rồi đó. Còn nhà hàng xóm có hai vợ chồng với đứa con gái nhỏ. Vợ chồng 6 tỷ. Tính đem bánh cho, nhưng thấy khó gần quá. Được biếu bánh ăn, xa mấy cũng thành gần. Sắm còn nhiêu tiền à? 300. Mấy gian hàng anh đã thu tiền được chưa? Họ hẹn cuối tháng. Mấy con mẹ buôn bán gì mà lì mặt, hứa mà không giữ lời, mai mốt đừng bán chịu bán thiếu cho mấy con mẹ nữa. Khách hàng cũng có nhiều mà, em mà đi giao hàng chắc mất mối hết. Mấy gian hàng người nào mà hay gối đầu với mình lấy giá cao hơn. Họ trả chậm coi như mình cho họ dây trả góp, phải không? Chừng 10 người khách hàng lì mặt coi, anh có cục vốn không cho biết. Nếu cục vốn lỗ lã thì lò gấm nhà mình đâu có phất lên so với mấy người trong làng đâu. Tôi vừa có một khách hàng đặt mua chén dĩa của mình với số lượng lớn á. Số lượng lớn là bao nhiêu? Chén với dĩa mỗi thứ một thiên. Như vậy mình phải mướn thêm thợ hả? Sắp tới á, tôi sẽ mướn mấy cái lò nhỏ gần đây gia công thêm. Gia đình ông Diệp hởm rại buôn bán cũng khá, anh coi chừng lò của ổng nuốt chửng lò nhà mình.
Nước sao nổi? Có khi nào em thấy cá ly thia nuốt cá rô chưa? Họ có sự ủng hộ của ông Lâm, con Dương, thằng Tài. Con Dương thằng Tài không có dính gì với gia đình ông Diệp hết á. Họ là dân tứ xứ hợp lại mà. Họ thân với nhau, hợp sức chống lại nhà mình. Ông coi có mệt không? Tôi nắm đằng cán, em lo gì? Biết vậy sao còn chia đất làm men cho ông Lâm? Tôi ậm ừ cho nó qua chuyện. Chứ nếu có bán phải là gấp 2, gấp 3 mình mới bán. Chứ có ai ngu gì mua giùm đâu. Vậy thì được. Ai vậy Phượng? Cái bà mới dọn về nhà anh Phúc đó. Chào Thím. Thím phải vợ 6 tỷ không? Phải. Bà là ai? Có chuyện gì? Từ ngủ tôi đi xa về, có chút quà biếu ăn trà cho vui. Cảm ơn. Cảm ơn bà nhiều. Nhà tôi nhiều bánh ngọt ăn phát ngán. Bà đem về cho ông Diệp, ở bển đông dân cần ăn hơn. Chào Thím ngủ. Ủa, bánh gì vậy Thím ngủ? Bánh quy. Chà, bánh này ngon à. Tôi thích ăn lắm á. Cảm ơn nha. Cái ông này thiệt là. Cái gì? Ta cho thì mình nhận có sao đâu. Lấy bánh của họ làm chi vậy? Ghét người cũng nên để trong bụng. Chứ sao dao kéo lưỡi lam thì để trước ngực hết trơn à. Ăn đi con. Để cho con ăn. Đồ của họ đừng có ăn. Sao vậy? Họ đang ghét mình. Biết đâu họ ếm bồ trong bánh. Để tôi đem vụt thùng rác. Trời đất ơi. Tao bỏ tiền bỏ công, có lòng tốt mua về cho tụi bay. Không ăn thì thôi, tụi bay còn dám bỏ vô thùng rác. Sau này đói mò tay vô thùng rác, không có bánh mà chỉ có phân thôi nha con. Ủa trưa giờ sao không thấy thằng Tày kìa. Tày! Tày ơi, mày trốn trong mũi nào vậy Tày? Thím ngủ, thím đi đâu đây? Thím tính học đốt lò hả? Không có rảnh. Người tao kiếm đi đâu cũng thấy cái mặt mày. Kiếm thằng Tày hả thím? Hồi về tới giờ tao chưa thấy mặt nó. Hồi sáng có chuyện gì mà mày? Con đang tráng mang thì nó tới. Nó cầm cái chén quăng xuống đất. Tức quá con tán nó một cái. Nó lấy cát ném vô mặt con rồi bỏ chạy. Mai mốt có chuyện gì mày nói với tao. Mày đánh nó một, nó phá mày tới 10. Nó là con Thiên Lôi mà. Bữa ông Thiên Lôi ông kéo cẳng cái thằng con cứng đầu về đây. Nó mới về đây á, tao quýnh què giò cho mày coi. Con ta tao đánh, không có cần mày. Thím từ ngủ à? Hình như là chị không chịu được cái mùi thuốc. Ổng hút thuốc gì mà mùi khó chịu quá vậy thím? Ổng thuốc lào đâu rồi? Đâu có, tụi đâu có hút. Mùi thuốc nồng nặc cái phòng hôi rình. Con người ổng không thể nào mà đứng gần được. Chị Diệp đứng ở phòng khách mà còn bịt mũi nhăn mặt. Ông ở nhà người ta ở dơ bẩn như vậy sao? Sáng giờ tụi đâu có hút. Sáng giờ ông làm gì ở nhà? Tôi đi vòng vòng rồi tôi vô đọc sách. Vậy ông có thấy thằng Tẩy đâu không? Không. Ông ở nhà có tai như điếc, không nghe người ta chửi, có mắt cũng như mù, không thấy thằng Tẩy phá phách để thằng Phúc đánh nó. Nó ném cát rồi bỏ chạy. Xác chưa đem chôn vậy? Nó như con khỉ phá phách từ lâu rồi. Sao bà không dạy nó rồi bây giờ bà đè tôi ra sỉ nhục? Thất thế xa cơ, chó nhà cũng lờn mặt.
Được, để tôi chết cho nhẹ cái thân. Cái gì đây? Thà là ông chết đi, tôi khóc cho ông 3 ngày 3 đêm, còn ông cứ sống suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn, không lo làm ăn, không tiền, mà một ngày cứ 3 cử trà, rượu với thuốc lào. Bà để mua thuốc lào tôi đâu vậy? Đi đốt, chịu hết nổi rồi. Nhà cháy lại thất nghiệp, chú ấy đang buồn khổ lắm. Có chuyện gì thím lựa lời khuyên giải, đây nghiến nặng lời tôi thấy tội cho chú ấy quá. Chị tội làm gì cái thứ đàn ông vô tích sự đó. Nhà cháy thì cũng đã cháy rồi, đằng này ông tự đốt mình bằng men rượu, bằng thuốc lào, bằng những lời than thở từ thời Tần Thủy Hoàng. Người cha như vậy, hỏi thằng con làm sao nên người cho được. Ở nhà, thằng Tày nó đánh nhau với thằng Phúc, ông cũng không hay, không biết. Sao? Ở nhà có chuyện hả thím? Có. Tôi đau hết cả tim, cả óc đây nè. Phúc à! Dạ? Má kêu con. Ở nhà có chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau với thằng Tày? Con đang làm chén, thì nó tới, nó cầm cái chén, giục xuống đất. Trời đất, nó phá dữ vậy hả? Rồi sau đó? Giận quá, con đánh nó một cái. Nó lấy cát ném vô mặt con rồi bỏ chạy. Chắc nó nghe mày hăm dọa nên nó không dám về chứ gì. Con không có hăm dọa nó đâu thím à. Thằng Tày không biết, con phải giải thích cho nó nghe. Làm ra cái chén khổ lắm, con lớn hơn nó, không phải muốn đánh là đánh. Thằng Tày nó kỳ cục lắm. Hôm trước á, nó cố ý đá vô đống đất nhồi. Con đã nói nó rồi, sáng nay cũng vậy, con cũng có giải thích cho nó mà. Vậy mà nó nghe. Không tin má hỏi con Lợi đi. Ủa, mà thằng Lợi đâu? Sao từ lúc má về má không thấy nó? Lợi! Lợi! Lợi à! Lợi! Lợi ơi! Lợi! Không thấy nó mà. Lợi từ nào tới giờ đâu dám đi xa một mình. Có khi nào nó bị bắt cóc không? Tôi nghĩ hai đứa tụi nó rủ nhau đi chơi. Chắc là thằng Lợi nó đi theo thằng Tày. Để con qua chỗ chú Lâm mượn xe đi kiếm tụi nó nghe má. Kiếm tụi nó về mau đi. Dạ. Hả chú? Mày là con nít, biết gì mà hỏi thằng nhóc. Nhà tôi làm gốm nên rất cần loại đất làm men. Muốn mua thì kêu ba má mày tới đây mà mua. Còn chuyện nó có làm men được hay không thì tao không có biết. Đi kiếm hai đứa nó không gặp, về bị mười roi lợt. Nhưng nếu đất này làm men được thì ba chỉ đánh năm rồi. Nhiều khi vui quá ba sẽ không đánh đòn. Nhưng nếu lỡ tụi nó gặp chuyện gì dọc đường thì chắc chết quá. Chị ơi. Gì em? Tôi khát nước quá. Thì về nhà mà uống. Nhà tôi còn xa, với lại cái xe đạp bị hư rồi. Sao?
Chiếc xe như vậy mà nói hư hả? Thiệt mà, bánh thì bể, ruột thì lủng tùm lum hết trơn á. Chiếc xe này đem chôn là vừa. Nước khát quá à. Ra quán kìa. Tôi không có mang theo tiền. Ngốc. Ai tới chị con? Dạ, em này khát nước, nó xin nó uống. Múc cho nó gáo nước mưa đi. Vô đi, chị cho nó uống. Nè, uống đi. Nhìn cái gì, không có lăng quăng đâu. Sợ thì trả đây. Uống xong rồi về đi, chị còn phải mần công chuyện. Chị bao nhiêu tuổi? Năm nay chị lên 13, còn em? Sắp. Vậy hả, em hơi ốm. Nè, em sắp 15 rồi đó nha. Biết rồi, chị cũng học toán mà. Vậy mà không biết số 15 lớn hơn số 13 hả? Biết, nhưng chị thấy em còn nhẹ ký, mà gọi chị bằng chị, thì chị đành xưng hô vậy thôi, chứ chị đâu có ham, tự nhiên bị già đi. Vậy kêu bằng em nha. Không chịu. Về đi, làm gì nhìn tuốt vô nhà người ta vậy? Có bà đang ở trong nhà hả? Đang làm gì vậy? Nhiều việc lắm, cần gì mà hỏi. Có cần người phụ không? Con Ngọc đâu rồi? Bà Tư ơi, cái thằng nhỏ này muốn phụ mình nè. Nè nè, coi ai nhỏ hơn ai nha. Kêu nó vô đây coi. Dạ, đi. Bỏ chiếc xe đi, không ai thèm lấy chiếc xe hư đâu. Con chào bác. Có dọn nổi đống cây này không? Dạ được. Cẩn thận, cô chừng kiến á. Nè, cháu tên gì? Mấy tuổi? Nhà ở đâu? Dạ, con tên Phúc, nhà ở Lò Gốm. Bà có tin nó 15 tuổi không? Coi mặt vậy sao không tin được. Mà sao con kêu anh bằng nó? Nó lớn hơn con 2 tuổi, con phải gọi bằng anh Phúc, cho phải phép biết chưa? Nhưng mà nó nhỏ quá à. Anh ta cũng 15 tuổi mà lớn nó nhiều, đi làm mướn được rồi. Mỗi người một tướng. Mà con bỏ tiếng nó đi. Phúc ốm nhưng nó cao hơn con. Chẳng lẽ mập mập to con mới làm anh được sao? Nhìn mặt mới biết nó là đứa tử tế. Vậy mà hồi nãy con cho nó đứng ở ngoài à? Bà Tư dặn con không được mở cửa cho người lạ vào nhà. Bà chưa cho phép sao con dám mở cửa? Mới gặp lần đầu mà bà Tư đã binh người ta chầm chập rồi. Cái gì đúng thì bác Tư nói, chứ con đâu phải con cháu bác Tư đâu. Mà bác Tư binh phải không bác Tư? Rồi, tao không thiên vị đứa nào hết á. Làm trật, nói bậy là tao la. Bớt ra đầu cho ông Tư. Bớt rồi, dân vẫn còn bần thần. Ông đi sớm, lại đi xa, nên mới bị trúng sương. Nếu mệt thì mai hẳn giao hàng. Tôi đã lỡ hứa với người ta, thất hứa mai mốt ai mướn nữa. Con chạy xe được, hay để con đi giao hàng cho ông Tư. Cái miệng lão giỏ chưa, mới bị lớn mà đòi làm bà Trưng rồi. Bà đừng coi thường nó, nó tránh xe được đó. Nhưng bữa nay con không đi giao được. Mỗi hàng này mới, con biết gì mà giao. Nè ông. Ừ. Chơi giàu. À quên, chị Ba hồi sáng đi bán về, tôi thấy nét mặt chị cũng xanh xao mệt mỏi lắm. Bà coi coi chị có trúng gió gì không. Ừ, tôi biết rồi. Ông cũng đi sớm rồi về nghỉ ngơi. Ừ. Con làm xong rồi nè. Có chuyện gì cần con phụ nữa không? Hay là con theo bác Tư tới lò phụ khiên hàng đem đi giao. Anh có muốn ra chợ không? Muốn. Nhưng chiếc xe. Trời, chiếc xe không ai thèm lấy đâu. Tôi còn phải đi tìm em tôi. Biết đâu ra chợ anh sẽ gặp tụi nó. Ờ ha. Con chào bác Tư. Ờ. Cây quá nè. Cây này ngon ha.
Trời ơi, hái vườn á. Chào. Bán đất hàng không? Bán chậm lắm anh ơi. Hàng cao quá. Anh coi bớt chút đỉnh đi. Hàng dội chợ mà. Thiếm định bớt bao nhiêu đây? Dì đã chịu giá đó. Ông Tư con nói với chủ vườn rồi. Giờ dì xuống giá. Ông Tư con lấy tiền đâu mà đắp vô? Trái cây này còn nhỏ quá, sợ khách chê. Trái cây của vườn nhà con lớn hơn mấy người khác. Ngọt quá chừng. Không tin, dì ăn thử một trái đi. Lựa đi chị. Con nhỏ này lanh lợi quá à. Thôi anh cho nó tới đây phụ bán với tôi đi. Cơm ngày hai bữa, tôi trả nó 1 tháng 15 đồng. Con nhỏ đây, nó không chịu ngồi yên một chỗ đâu thím. Cho thêm tô mì 2 vắt, hoành thánh nhiều với xá xíu nha ông chủ. Ê, mày đi đâu? Tao đi kêu xong bố lượng, nhưng mày chưa ăn hết mì mà. Tao qua kêu chè, rồi trở lại ăn tiếp. Con hỏi đi đâu mà mày sợ? Tao có tiền trong túi nè, có giật đâu mà mày làm gì ghê vậy? Nếu mày muốn ăn chè, thì để tao qua kêu. Cho đi xong bố lượng. Má ơi, con đây nè. Trả tiền rồi, hãy kêu ba má mày. Tao kêu má tao mà. Má mày là bà nào? Bà bán rau, bà bán cá? Chắc má mày trên trời quá. Kỳ quá, 5 đồng để trong túi đâu mất tiêu rồi. Ủa đâu mất tiêu rồi? Mất tiền hả? Đừng kiếm nữa. Nó nằm ở trong túi ba má mày ở nhà. Không có tiền mà dám đi ăn hàng. Mà lại kêu 2 tô mì đặc biệt và 1 ly xăm mỗi lượng. Tao bắt mày lên xã. Mày đứng lại chưa? Ây da, tôi làm mất tiền. Chứ có ăn quỳnh của ông hồi nào đâu. Mà ông làm gì bắt tôi ổn định nữa nha. Cái tiền nói được hả mày? Có chuyện gì vậy? Có gì từ từ nói. Đó là quỳnh của tao. Anh Phúc, đây là anh của tôi. Anh sẽ trả tiền 2 tô mì cho ông. Tao phải anh mày. Với lại tao không có đem theo tiền. Mày đừng có ăn ốc rồi bắt tao đổ vỏ nghe mày. Có chuyện gì lộn xộn vậy Phúc? Thằng nhỏ này là ai? Nó là con của chú Từ Ngủ, mới dọn tới. Nó ăn 2 tô mì đặc biệt rồi tính bỏ chạy. Bao nhiêu tiền? 2 tô mì 2 đồng, ăn chè 5 cắt nữa, tổng cộng là 2 đồng rưỡi. Thằng quý. Ây da, sao mày đứa có 1 đồng rưỡi? Trừ 5 cắt ông tát nó 1 cái, thêm 5 cắt ông xé rách áo nó, vậy còn 1 đồng rưỡi. Đúng rồi, cha mẹ người ta sinh ra đâu phải để cho chú đánh. Tao khều nhẹ nó 1 cái có đánh đâu. Khều nhẹ mới trừ 5 cắt chứ chú đã là chú đó. Buông tay tôi ra coi. Thằng Lợi đâu? Tôi đâu có canh chừng nó. Nó không đi với mày, vậy nó đi với ai? Ông tự đi kiếm nó đi. Thôi lên xe đi mấy ông. Ha. Mày làm gì nhìn tao cười vậy? Thấy đứa nào xấu tao hay cười vậy đó. Mày nói là xấu? Ở trong xe có 3 đứa, mà tao với anh mày không phải là đứa xấu rồi. Nó đâu phải anh tao. Sao hồi nãy bị ông ăn mì bắt, mày nói anh Phúc đây là anh tôi, sẽ có tiền 2 tô mì được thả là mày mày tao tao, thấy ghét. Không dính tới mày. Nhìn cái miệng mày chề, nó phồng như cái bánh tiêu vậy đó. Nhóc không dính tới tao. 1 đồng 5 cắt rồi nhảy xuống xe đi. 1 đồng 5 cắt nào? Ai biểu ngu đưa cho thằng cha bán mì chi? Mày nói ai ngu như thằng quỷ. Ông Tư sợ mày bị bắt, trả tiền giùm mày.
Con Ngọc binh giật mày, giờ mày chửi lại chừng hả mày? Đủ thứ vô ơn, khỏi tôi nó khó lại nha mày. Thôi, mai mốt không được ăn quỵt nữa nghe chưa? Không phải lúc nào cũng có người trẻ. Cười gì cười? Ăn quỵt? Ăn quỵt gì mà ăn quỵt? Từ sáng tới trưa không ăn gì hết, phải đói bụng chứ. Mà đói bụng phải kêu mày ăn. Ăn mà không có tiền trả thì phải quỵt chứ. Ai kêu mày bỏ ra tới chợ làm chi rồi than đói bụng? Mày mà quậy quá, người ta nhốt mày vô lòng chung với mấy con heo con đem ra chợ bán đó nghe chưa. Lợi. Dạ. Đi đâu về vậy con? Con làm má lo quá. Con qua nhà bạn, má đừng mét ba nha. Nhưng lần sau đi đâu phải xin phép má nghe chưa? Dạ. Mày đi với cái xứ nào đi, Phúc nó kiếm mày vậy hả? Dạ. Gặp ở đâu vậy Phúc? Dạ, ở ngoài chợ. Nó ăn hai tô mì không trả tiền, bị người ta rượt đánh. Ông Tư con đưa 1.5 trả cho nó đó. Ngọc, nói chuyện người lớn bằng cái giọng đó hả con? Con chỉ nói là ông Tư đưa 1.5 để thêm mấy trả lại thôi mà. Ôn vật, sanh ra mày hữu công, thà đẻ trứng gà trứng vịt ăn còn sướng. Má là người chứ đâu phải vịt đâu mà đẻ trứng. Mày á mày, trả treo. Vậy ai trả cho ông Tư 1.5? Để tôi nói với má tôi trả cho. Thêm từ ngủ chưa làm gì ra tiền đâu. 1.5 coi như ông Tư cho nó ăn mì. Ông không có đòi đâu. Con cảm ơn ông Tư. Thằng Tài không thấy ghét. Ông Tư cho nó chi vậy? Ông không cho thằng Tài mà ông cho thằng Phúc nè. Ông về nghe. Dạ. Phúc. Dạ. Mày đi đâu về mà không dám vô nhà vậy? Dạ, con đi kiếm đất làm ăn. Ừ? Ai sai mày? Con tự thấy ba lo lắng vì không mua được đất nên... Đất này đem về làm gạch chứ làm gì được men với chén. Thêm tụi nó láo nữa. Con xin lỗi ba. Vô nhà. Nằm xuống. Mày lớn hơn thằng Tài mấy tuổi? Nó có chật thì mày mét người lớn. Tại sao mình đánh nó để nó bỏ chạy? Thằng Lợi sợ quá cũng chạy đi đâu không biết. Người ta đặt hàng nhiều, ở nhà không đủ tay để làm việc, lại còn kéo việc thêm ra. Mày biết tội mày chưa? Dạ biết. Tội này đáng ăn mấy roi? Đáng ăn 10 roi, nhưng ba đánh con 2 roi thôi. Tại sao? Bởi vì ba đánh con 10 roi, con nằm một chỗ, lấy ai làm chén giao cho khách. Được rồi, tao cho mày nợ 8 rồi. Thắng lên. Con xin lỗi ba. Thằng Tài nằm xuống. Chuyện của thằng Tài thôi để ba má nó dạy đi. Nằm xuống. Anh Diệp ơi. Xin lỗi thím. Chuyện này hai đứa đều có tội. Tôi dạy thằng Phúc. Xin phép cho tôi dạy luôn thằng Tài, cho nó công bằng. Mày nhỏ hơn thằng Phúc, tại sao mày dám hỗn láo? Mày lại dám lấy đất cát ném vào mặt anh mày. Tội lớn nhất là mày dám ném bể chén. Mà ném bể chén là sau này không có cơm mà ăn nghe con. Má ơi, cứu con đau quá má ơi. Cứu con anh Diệp, má cho ơi. Tôi xin tội cho ông Tài đi anh Diệp. Tôi đánh nó một cái, nó né được. Vậy mà mày lớn mà biết dối trá. Để tôi để ý tới nó. Mày không nó đi sao còn đứng đó. Cứ bình con cái vậy đó, làm sao dạy dỗ được nó. Thôi trẻ con mất lòng người lớn.
vậy nó, mình đánh con ta mất công. Thưa ba má, con mới về. Ai mới về? Ba muốn hỏi mày đi đâu mới về. Nói. Ông á, hồi sáng tôi vô phòng, tôi thấy nó nằm đắp mền kín mít ngủ. Hồi sáng giờ mày có đi đâu không? Dạ hồi sáng con qua nhà bạn mượn sách. Nhức đầu quá con ngủ đến bây giờ. Cái đầu còn nóng hổi nè, để má lấy dầu sức cho. Ba dặn lần cuối, phải nghe lời ba nghe chưa? Dạ. Chào anh Diệp. Ủa chú Lâm? Dạ. Tôi qua hỏi thằng Phúc để lấy chiếc xe. Có chuyện cần đi gấp anh Diệp à. Sao? Thằng Phúc nó lại mượn xe chú hả? Dạ. Phúc à. Dạ. Chú Lâm à, cái xe đạp nó bị hư rồi, con để ở nhà ông Tư đánh xe ngựa. Mày chạy sao xe bị hư? Rồi mày để xe nhà ông Tư nào? Giờ chú Lâm có việc gấp, xe đâu mà đi hả? Sáng mai con đi lấy đồ chú Lâm. Lấy về ngay bây giờ. Lấy về bây giờ cũng phải sửa, không kịp đâu anh Diệp. Để tôi mượn xe thằng Tài. Không, bổn phận mày là phải đem xe về. Xe người này là để nhà người kia. Ba có dạy mày như vậy không? Dạ con đi liền. Phúc, có tiền trong túi không? Dạ không. Không có tiền làm sao sửa xe? Đưa đâu cho người ta cứu hả? Nè, con mời bà dạy uống thuốc. Chị ráng uống thuốc đi cho mau khỏi. Thuốc giờ cũng hết linh rồi, có uống cũng tốn thêm tiền thôi. Có tốn bao nhiêu chị cũng phải uống, còn nước còn tát. Chị chỉ mong được gặp mặt thằng Sáu thôi, dù có chết cũng nhắm được mắt. Chị đừng có nói gỡ miệng, nó đi hoạt động trăm bề nguy hiểm mà chị. Sinh bảy đứa, giờ chỉ còn có mình nó. Tôi không mong nó sống, nó lành lặn về với tôi hay sao? Chú Sáu nhà mình đi hoạt động làm gì cho cực không biết. Ba má con mà còn, con bắt ở nhà với nội để nuôi con. Con nít hiểu gì? Ai cũng lo chăm chăm chuyện nhà của mình, thì lấy ai gánh vác chuyện Sơn Hà xã tắc? Thôi, ông đừng nói lớn, để chị ba uống thuốc. Thằng Phúc mới đi ra khỏi cửa mấy bước là tôi với ông thấy cực rồi đó. Tương lai cái nhà này là nhờ nó, cho nên tôi phải dạy nó khắt khe hơn những đứa khác. Dạy thì vẫn dạy, nhưng ông phải cho nó biết ông cũng thương nó. Ai thương nó hơn tôi? Bà chắc. Cứ ngọt ngọt với nó riết, rồi nó quen khó nhõng nhẽo, không ra đàn ông con trai. Sao ông nghĩ là đàn ông con trai? Hễ nghe nói ngọt là thành xìu xìu ảnh nển. Hay là từ nay với ông á, tôi cũng nói dữ, làm dữ, được không? Bà cũng biết nói dữ làm dữ nữa hả? Mẹ ơi, tôi phải nhịn ông hoài, cho em nhà em cửa. Chứ còn cái tính dữ hả? Tôi cũng tiềm tàng trong người lắm. Làm đi. Khuya khoắt rồi, không lo làm nhanh đi nghỉ. Ở đó mà ngó trân trân à. Tới sáng không xong việc, vợ con đói biết không? Thôi 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 rồi, bà để tôi làm. Té tôi làm dữ không sợ thiệt hả? Từ mai cứ vậy nghe. Này 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 nè. Mai bà còn làm vậy, khăn gói tôi bỏ đi biệt xứ à. Vậy nên dạy con, tôi muốn ông nghiêm khắc là đủ rồi. Đừng đánh đập chửi bới. Tụi nó còn nhỏ nhưng cũng có nhân cách, có lòng tự trọng. Xúc phạm tới những cái đó hoài, tụi nó cũng lì ra, quen đòn roi, quen nghe chửi. Rồi thành ra thành loại người vô cảm, lì lợm, thành người xấu lúc nào cũng hay. Thôi 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 thôi, được rồi, tôi nghe rồi. Bà nói hoài, làm đi. Chị ba. Má, sao bệnh dữ vậy nè? Con, tụi nó bắt chị đi đấu tố theo luật 10 năm chính. Tới chừng thấy chị chịu không nổi mới thả về đó con. Mẹ nó. Con đi làm cách mạng, kẻ nào gây tội thì trừng trị kẻ đó, đừng động đến người khác nữa con. Bà kỳ quá à, người ta động tới má mình thì mình... Con nít, đừng có xen vô chuyện người lớn. Chú lại nhớ tới thím Sáu và em Lập. Ở cử đói quá, 2 tuổi rồi mà nó ấm tông ấm teo à.
Chú đưa thím với em Lập về đây ở cùng với nội với con nha chú. Đã đi thoát ly rồi, đưa về đâu có được. Kỳ này con được cấp trên cử về đây nằm dùng đó Dương. Hả? Con ở đây đâu có được. Sao không được? Nhà mình ở. Chị ba ơi, bọn sát tề đã biết nhắn mặt nó rồi. Bây giờ tôi ra công khai tụi nó bắt liền. Dạ, con tính... Lại mẹo. Chào mấy chú. Đi đâu giờ này? Ăn cắp hả? Gì đây? Đâu có gì. Xe đạp con bị hư, gửi nhà anh ta. Con phải mang đồ tới sửa để lấy về. Con nhà đàng hoàng không ai đi giờ này nghe mày. Dạ, con nhà làm ăn lương thiện thiệt mà. Nó là con ông Diệp Lò Gốm, tha đi anh ba hỏi. Phải phạt gì cảnh rồi mới cho mày đi. Con làm gì có tiền. Tha đi anh ba. Thôi đi đi, về nhà ngủ sớm đi ông nội. Khó lắm. Nếu không suy nghĩ kỹ thì... Ông Tư ơi, Ngọc ơi. Tiếng Anh Phúc, hồi sáng tới nhà mình đó ông Tư. Có chuyện gì vậy Phúc? Dạ, con tới xin lấy chiếc xe đạp. Con chào. Thôi rồi, mày lấy xe đạp hư thì làm sao bạn mang về được. Dạ, con biết. Giờ này không còn ai sửa xe nên qua tiệm anh Năm mua sẵn ruột. Rồi mượn đồ nghề, sửa xong con đạp về luôn. Mày lanh thiệt. Sau này không lo đói. Dạ, đói con không lo, chỉ lo không biết làm giàu. Con nhà ai mới nhiêu đây? Đã hiểu tư tưởng giàu nghèo rồi. Sau này tới tương lai, ai cũng như ai hết. Bằng cái giàu hay bằng cái nghèo? Thì bằng cái nghèo. Bằng cái nghèo thì mày cứ ở nhà than thân. Mày à. Ha. Em nghĩ mình cố gắng làm. Làm giỏi thế nào cũng có ngày giàu có. Nhưng ở đời bằng phẳng vẫn còn nghịch lý. Những người dân lao động siêng làm thì cứ nghèo hoài à. Còn như ông chủ, không làm gì hết thì lại ngồi càng. Vì vậy nên... Thôi, nó còn ít biết gì mà mày đi tuyên truyền vậy. Con có tuyên truyền gì đâu. Chuyện bên lề đời sống mà. Cảm ơn anh Sáu. Thưa bác Tư, con về kẻo trễ. Không xin phép tôi về à? Mày cũng nít. Cao hơn ta có một chút mà mày đặt gừ. Hơn gì cũng là hơn. Đi đường khuya không sợ hả? Không sợ, với lại không mang xe về, bé em đánh chết. Cha con mày biết giữ chữ tính với thiên hạ vậy là tốt. Dạ, con về. Nè, nhớ không được kể là gặp ai ở nhà tao nghe chưa? Em không có tính nhiều chuyện đâu, anh Sáu với bác Tư đừng lo. Bác Tư, con về. Cái thằng này nó lanh lắm. Nó ở làng gốm bên cạnh. Mình không ai biết con là ai. Hay là... Sao ông ngủ? Trời đất, tưởng ông ra lò. Ai dè ra đây dòm chiếc xe đạp. Nằm bên vợ mà cứ tưởng nhớ chiếc xe đạp không à. Sợ ông luôn á. Phúc làm hư chỗ nào á? Phúc nó có làm hư. Vỏ ruột xe cũ quá phải hư thôi. Anh Diệp mua vỏ ruột mới gắn vô. Tôi nói lỡ có một câu, giống như là bắt đền xe thằng nhỏ. Bởi vậy cho nên ông mới ái nái khó ngủ phải không? Tôi tính... Ông tính cái gì?
Ông đừng nói với tôi là ông định bán rẻ xe cho ông Phúc nghe. Chú Lâm kêu con cả Phúc. Nhưng... mày thay vỏ ruột xe chưa? Dạ rồi. Tôi thấy chú Lâm đẩy chiếc xe đạp dựng trước nhà mình. Chắc cái xe có gì trục trặc rồi. Phúc, mày ra ngoài coi chú Lâm nói gì. Dạ. Chiếc xe bị sao vậy chú? Mày đi làm sao? Để cái ghi đông bị hư, cái sườn xe bị nứt vậy hả? Chú nói giỡn. Cái xe ngon lành rồi, cho mày đó. Chú nói gì chứ? Chiếc xe sao cho con? Chú làm đem chiếc xe đạp cho ông Phúc à? Tại sao lại có chuyện không công bằng như vậy? Chiếc xe là chú bỏ tiền ra mua, rồi bây giờ chú cho không nó, mai mốt chú lấy tiền đâu mua xe mới? Tôi cho cháu mà, có cái gì đâu. Bà con mà tính toán chia cho kỹ vậy anh Diệp. Nhưng chiếc xe là của Thím Lâm phân nửa, mà đàn bà bị bắt đi phân nửa, là coi như bị mất đi tất cả của cải. Tôi đã bàn với bà rồi, không tin anh hỏi bà coi. Ông nói mệt mà nằm hoài không chịu nhắm mắt ngủ. Anh mà ông cho ông Phúc nhận chiếc xe thì ông sẽ nằm thở dài tới sáng cho ông coi. Thằng Phúc chưa xứng đáng để chú Thím tốt với nó như vậy đâu. Phúc nó ngoan lắm. Nhưng nếu mà anh chị Diệp có ái nái thì có thể đổi vật gì nhỏ nhỏ cũng được. Hôm qua chị Diệp có mua 2 con gà mái. Thèm thịt gà thì bữa nào có tiền ra chợ mua. Bà đừng có làm quê mặt tôi vậy chứ. Tôi nói chơi không được sao? Đúng rồi, tôi cũng đang định chia cho chú Thím một con. Bà làm vậy kỳ lắm. Ngày mai chủ nhật, bà làm hết 2 con gà. Rồi sau đó mời chú Thím Lâm với thằng Tài với con Dương qua ăn luôn cho vui. Tôi biết rồi. Cảm ơn chú Thím Lâm. Rồi đem xe vô nhà, sau đó tiếp tục lo công việc. Đứng sững người ra đó làm gì? Dạ, con cảm ơn chú Thím. Chiếc xe ngon lành, sao không cưỡi thẳng vô nhà mà ẩm chia cho nó mệt vậy? Được cái xe trời cho, ý của chú Lâm cho con. Con mừng lắm, nên con nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy mà. Mới về lớn mà đã khéo mồm khéo miệng rồi. Rồi lớn lên, tụi con gái đó theo cả đàn. Chắc lúc đó anh chị tha hồ mà lựa dâu. Nói chuyện xa xôi quá à. Để nó học hành cho thành tài, có nghề có nghiệp rồi sau này sẽ tính. Anh Sáu, anh Sáu, anh Sáu, Sáu. Anh Sáu tỷ, mày chặn đường tao có chuyện gì không? Anh đi lấy hàng hả? Rồi sao? Anh cho tôi đi theo được không? Mày đi bằng gì? Quá gian xem nha. Anh Sáu, người hàng xóm với nhau mà, giúp tôi đi anh Sáu tỷ. Lên xe đi. Dạ. Tình đất